là phiên bản mới của Love Bus, hành trình kết nối những trái tim. Love House, ngôi nhà chung, tập đầu tiên đã lên sóng ngày 24 tháng 7 năm 2017. Kể từ ngày đó đến nay, đã có 82 tập ngôi nhà chung lên sóng, kể lại những câu chuyện tình yêu muôn màu của các bạn trẻ. Có niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và cả nước mắt. 24 chàng trai và 24 cô gái, mỗi người một tính cách, một câu chuyện riêng. Đã có 9 lời tỏ tình được nói ra. Em muốn hỏi Thạch là, Thạch có muốn làm bạn trai của em không? Muốn nói rằng anh thích em thật, thích em rất nhiều. Trang chỉ muốn nói là Trang rất là thích Miu. Anh hy vọng là em đồng ý. Anh thích em. Và Danny muốn tìm hiểu tiếp tục tìm hiểu về em. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Anh muốn mình hãy cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Em có đồng ý không? Và anh mong là thời gian tới thì nếu có... Thật đó. Nếu có duyên, thật là sao? Thật đó, anh nói thật đó hả? Anh nói thật. My làm bạn gái Nhật nha. Và 6 cặp đôi hình thành từ những lời tỏ tình ấy. Đặc biệt, đã có 2 lời cầu hôn từ 2 cặp đôi bí ẩn. Đồng ý làm vợ anh không? Xong khóc má. Mình sẽ tạo bất ngờ cho anh. Và em sẽ chỉ muốn nói với anh một điều á. Em sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ. Bởi vì em yêu anh. Anh cũng yêu em. Nói đến lời tỏ tình gây tranh cãi nhất, có lẽ phải nhắc đến lời tỏ tình của Bá Thông, thành viên Seri 1. Dù đã biết Tường Vi là bạn gái của Xuân Nghị, Bá Thông vẫn tỏ tình với Vi, thậm chí còn sáng tác một bài hát để tặng cho Vi. Điều này đã gây ra rất nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng. Dù bao tố phong ba vẫn không đổi rời, sẽ cùng nhau đi hết quãng đường khó khăn còn lại. Đừng nghĩ suy mà hãy đến bên anh và nắm lấy đôi tay. Em nghĩ nếu như mà em là một người độc thân mà vô trong này, thì nếu như mà gặp anh đó, em sẽ cho anh một cơ hội. Mà anh cũng muốn em cho một câu kết đi. Mình làm bạn tốt với nhau được không? Thì em trong ngôi nhà chung Seri 2 có một tình tiết đáng chú ý là cô gái trong cặp đôi bí ẩn Thanh Loan đã tự mình tiết lộ thân phận với các thành viên. Em muốn có một cái gì đó gọi là sâu đậm trong 2 năm của em. Tại vì em và người ấy đã yêu nhau 2 năm rồi. Em rất là yêu người đó. Và em tham gia cái cuộc chơi này, em thật sự không muốn làm tổn thương một ai hết. Bởi vì mục tiêu của em và người đó đặt ra đó là khi em tham gia cuộc thi này, cuộc chơi này, thì tụi em muốn tìm lại cái cảm xúc ngay từ đầu. Tụi em nhắn tin Viber cho nhau giống như là tán tỉnh nhau ngay từ đầu vậy. Tim em vẫn đập thình thịch.
em vẫn rất là hồi hộp khi mà nhận tin nhắn của người đó. Thật sự y như là hồi đầu mà em với người đó bắt đầu tìm hiểu nhau vậy. Em từng có lúc rất là thất vọng. Không phải thất vọng mà rất là hụt hẫng. Bởi vì đáng lẽ tụi em sẽ đám cưới từ năm ngoái, nhưng vì một biến cố cho nên tụi em đã phải dời đám cưới. Em đã có một tháng không dám nhìn vào những tấm ảnh cưới của em, không dám sờ vào cái váy cưới của em. Không dám đối mặt với những tấm thiệp cưới của em. Nhưng mà tất cả đều phải vượt qua. Nhưng em không trách ai hết. Tại vì càng ngày em càng nhận ra vì như vậy nên em mới có một tình yêu như vậy. Và câu chuyện tình yêu 2 năm với những thăng trầm của Sang Loan đã khiến cho các thành viên và cả khán giả đều mong đợi một cái kết hạnh phúc đến với cặp đôi này. Đúng như tất cả mong đợi, câu chuyện của họ trong ngôi nhà chung đã kết thúc thật đẹp với lời cầu hôn của Sang. Đây là lần đầu tiên anh chính thức cầu hôn em. Nói chung là hai năm yêu nhau chưa có một cái sự kiện gì gọi là chính thức cầu hôn hay chính thức tỏ tình hết. Nên là nhân dịp có 8 anh em của anh ở đây cho nên là anh chính thức cầu hôn em. Hôm nay thì không có nến. Nến thì cho anh mượn nến của mấy ngày hôm trước. Nhạc thì đã có nhạc, còn đây là hoa. Anh đồng ý làm vợ anh không? Xong khóc má. Sau chương trình, đám cưới mà cặp đôi chờ đợi cả 2 năm cũng đã diễn ra. Hạnh phúc càng thêm đông đầy khi vào giữa năm 2018, gia đình họ chào đón thêm một thành viên mới. Anh xin lỗi em. Chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng là màu hồng. Duyên không đủ thì chuyện tình sẽ phải dừng lại. Ngôi nhà chung Series 3 đã phải chứng kiến một câu chuyện buồn như thế. Chuyện mình và Nhi chia tay có thể là chuyện sắp tới. Mình nghĩ như vậy. Mình đã cương quyết đưa ra quyết định là sau khi chấm dứt chương trình này thì mình và anh Đức cũng chấm dứt luôn. Đến gần đây, một sự thật mới được tiết lộ. Hóa ra, lý do chia tay của cặp đôi Nhi Đức lại đến từ bên ngoài ngôi nhà chung. Khi mà phát hiện được những cái tin nhắn mà Đức gửi cho một cô bé khác, một cái mối quan hệ ngoài luồng, thì em cảm thấy rất là tức giận, cho nên là đã đánh anh Đức một cái. Và quyết định, đó chính là quyết định dẫn đến chia tay của tụi em. Kim Min Sung, 30 tuổi, chàng trai Hàn Quốc đã đi qua nhiều quốc gia và chọn sinh sống tại Việt Nam. Hơi khác so với hình ảnh của các soái ca trong phim Hàn, Danny, thành viên người nước ngoài đầu tiên tham gia ngôi nhà chung, còn có một nét tính cách chân thành, thật thà. Cùng với Hà, Danny tạo nên một câu chuyện tình đáng yêu. Có la gì không mà sao nhìn giống Hàn Quốc? Anh sổ mò Hàn Quốc lâu rồi. Không ai xen vào giữa họ được. Họ như dành cho nhau, đến mức các thành viên đã nghi ngờ họ là cặp đôi bí ẩn. Ai cũng nói là cặp đôi này cặp đôi bí ẩn. Nó xử tội ông nè. Ông phải lại tôi. Nhớ. Tình cảm của họ là một câu chuyện thật đẹp. Hôm nay đẹp rồi mà. Ủa bình thường không đẹp? Hôm nay đẹp hơn. Đẹp hơn. Và không phụ sự mong đợi của khán giả, chuyện tình Hàn Việt của ngôi nhà chung Series 4 đã có một kết thúc thật đẹp. Trong thế giới ở ngôi nhà chung này, Danny đã tìm hiểu đầy đủ về em. Nhưng mà không biết ở thế giới khác thì thế nào. Và Danny muốn tìm hiểu tiếp tục tìm hiểu về em. Và Danny muốn tặng hòa cho em. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một điều không thể thiếu trong các mùa của ngôi nhà chung là cặp đôi bí ẩn. Mỗi cặp đôi tham gia lại có một mục tiêu khác nhau. Có cặp thì muốn sống lại giây phút ban đầu mới yêu nhau. Có người thì muốn có thêm kỷ niệm trước khi về chung một nhà. Hay như cặp đôi Sơn và Hà là muốn thử thách tình yêu. Lý do mình và Hà quyết tâm là tham gia chương trình này á là muốn cho bọn mình sẽ có một cái thử thách trong cái mối quan hệ. Em là người đăng ký tham gia, em rủ anh Sơn. Thì kiểu như là em với anh Sơn đang có một cái quyết định là sẽ đi đến hôn nhân. Cái này gọi là gì ta? Cái thử thách cuối cùng á. Ừ. Đúng không? Đã khẳng định lại là cái quyết định của mình có đúng hay không? Khi mà em có nói với anh là tham gia một chương trình như thế này á, anh cũng suy nghĩ là anh cũng thấy là khá nguy hiểm cho cái quan hệ của mình. Và cũng cảm thấy là có một cái gì đó lo ngại cho cảm xúc của những bạn cùng tham gia. Nếu anh, người yêu của em, anh Sơn, anh lay động với một cô gái khác thì có nghĩa là em thua cô gái đó, thì em sẽ chấp nhận. Em sẽ chấp nhận. Em hỏi bé nè. Bé nghĩ là đã có ai phát hiện ra mình là cặp đôi bí ẩn chưa? Phát hiện anh thôi, chứ còn phát hiện em thì chưa. Nếu lên với Tuyết Anh á, hai người đều nói với em. Chị cay không? Là đều nói với em á là anh và Lê Tư là một cặp. Thì mấy em nó lại khẳng định một câu mà làm mình gọi là cái tim mình đau á. Ừ. Chị cứ để ý đi. Hai người á, em nhìn là em biết hai người là cặp đôi rồi, bởi vì cách hai người nhìn nhau á, nó tình lắm, nó không có gì gọi là dễ cả. Anh vậy là Lê Tư. Em thiếu niềm tin với anh đúng không? Không. Bởi vì khi mà một đám đứng như vậy á thì cái thói quen của anh luôn là Lê Tư. Em để ý á. Thì mọi người nói một câu gì đó hay, cảm thấy vui nè, bởi vì anh không biết, anh không, mình không có nhìn thấy điều đó. Bởi vì Lê Tư đang là thư ký của anh mà. Anh đã set up ở trong đầu anh luôn rồi là đây là thư ký của anh. Và anh hiện tại ở trong chuyến đi này, anh đang lờ mối quan hệ với em. Đó là cái mặt định anh set up ở trong đầu anh. Nhưng mà em thấy hai người hứng hợp. Là anh và Lê Tư đang nói về anh và Lê Tư mà. Chuyện tình yêu của hai người họ đã gặp thử thách thực sự. Mình đang không muốn tập trung nhiều vào nó mà nó cứ đập trong mắt mình á, thì tốt nhất mình nên đi xa cái chỗ đó một tí để nó không có làm mình ức chế, để nó không có làm mình không phải kiểu như ức chế quá để nó làm mình bộc phát á. Mình sợ mình bộc phát cho nên mình né ra một tí. Hà không bao giờ nói ra đâu, Hà chỉ im lặng thôi. Nhưng mà hành động đó đang nói lên là Hà nhận thấy là ở hai người có một vấn đề rất là lớn. Hà đang suy nghĩ nên đang lựa chọn phương án. Và lúc đó bất kỳ ai tới gần đều bị đuổi hết. Anh đừng tới gần. Anh nói chuyện đi, anh đừng qua đây. Ok. Đừng qua đây. Đừng có đi theo em đang. Hà cảm thấy mình không có dành cái sự chú ý của mình cho Hà nhiều mà cứ đi chơi với các bạn khác. Thì Hà cảm nhận được là có vẻ như Hà nghĩ là Hà thua mấy bạn đó, nhưng mà thật sự không vậy. Mình đang tham gia trò chơi này, mình hiểu luật chơi và mình đã làm cho các bạn khác hiểu lầm được mình với Lê Tư là cặp đôi bí ẩn, thì mình muốn tiếp tục để cho các bạn có suy nghĩ đấy. Đến đây là biết là phải kiểu như là phải dùng từ lừa mọi người rồi á. Nhưng mà Hà nghĩ là không đến mức nó phải quá thân thiết như vậy. Quá over cái hành động của mình như vậy, nó Hà thấy nó cũng không hợp lý á, không chấp nhận được vậy á. Hà thấy xong rồi, đủ. Mình không muốn nhiều nữa, không muốn phải chịu, không muốn phải làm cho hai đứa áp lực nữa. Cho nên Hà quyết định chia tay. Những thử thách ngỡ như không thể vượt qua được cuối cùng lại được giải quyết bằng một cách thật đơn giản,
nụ hôn. Tại sao sau những gì vậy lại hôn anh Sơn, chia tay mà lại hôn anh Sơn? Thì đơn giản chỉ là lâu quá rồi chưa được hôn cho nên hôn. Với lại sau khi chia tay không gặp mặt nữa thì kiểu như cái đó là kiểu như là sao là mình muốn có một nụ hôn cuối cùng nữa, nhưng mà càng hôn lại càng muốn hôn nữa. Lúc đó Hà mới nói là hôn một cái rồi đi ngủ. Cũng Hà thì nói chung là Hà rất là cẩn thận, lúc đó không có ai thì Hà mới dám làm như vậy. Mà không hiểu tại sao là camera lại bắt được cái khoảnh khắc đó. Và rồi vượt qua trắc trở, chuyện tình Sơn Hà cũng đã có một kết cục thật đẹp. Em có đồng ý làm mẹ tương lai của những đứa con của anh không? Chết cưng với chị rồi. Vào ngày cuối cùng của chương trình, cánh cổng ngôi nhà chung đóng lại sau lưng các thành viên, nhưng câu chuyện của các thành viên vẫn tiếp tục sau đó. Chương trình đã có cuộc hẹn với một số thành viên. Đầu tiên phải kể đến cặp đôi Sơn Hà. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Sau khi tham gia rồi đi ra ngoài đường thì em thấy rất là nhiều người xem chương trình. Rất là nhiều luôn, từ nhỏ tới lớn luôn á. Thì nhiều người hỏi, như hôm bữa em đi có đi phim thì cũng có một anh lại hỏi là kiểu như là em trong chương trình đó đúng không? Em nói chung là sau chương trình nó như thế nào? Nói chung là mọi người rất là quan tâm. Rất là quan tâm là cái gì diễn biến ở phía sau đó, bởi vì người ta háo hức á. Người ta chờ một tuần mà một tập á, người ta không có chịu được. Rõ ràng là ai cũng nói là ở ngoài chương trình thì thấy em đẹp hơn. Chắc giờ trong chương trình là không có make up trang điểm này, không có ăn gì nữa. Vậy là không phải đẹp tự nhiên mà phải make up lên mới đẹp. Dự định của Sơn với Hà sau khi đám cưới á, là cả hai cùng mong muốn là xây dựng một cái tổ ấm. Tức là cả hai đều có một cái sở thích là có một căn nhà nhỏ nhỏ. Ở trong đó sẽ có những cái đồ dùng mà do một á là mình tự làm được thì mình làm, còn hai là mình sẽ trang trí theo ý thích của mình á. Rồi trước nhà thì trồng cây cảnh, rồi sẽ có một khu vườn nhỏ nhỏ ở phía sau. Nói chung là sẽ xây dựng một cái gọi là cái khu vườn bí mật nha. Secret garden. Kiểu như là bình thường kiểu như là để ở phía trước nhiều cây vậy á, vì em cũng hơi bị này nè, cho nên mỗi lần mà Sơn làm gì em á, em ra em nói chuyện với cây, kiểu như tưởng tượng ra một buổi sáng như vậy nha, em bực mình Sơn á, xong em chạy ra ngoài á, em nói chuyện với cây, xong chạy vô á, em nét lại Sơn là cây nó nói như vậy đó 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 đó, nhưng mà gặp em thì em không vậy đâu. Không có thể chuyến du lịch là tuần trăng mật. Nhưng mà bật mí là cái tuần trăng mật này rất là vui khi mà về hai đứa về nói với mẹ anh Sơn á, là hai đứa được chuyến du lịch đi Hàn Quốc. Thì mẹ Sơn như nói vậy nè, đăng ký cho ba đi với con. Hoài Thương, cô nàng đạo diễn hay cười hay khóc, là một thành viên được khán giả yêu thích nhất trong ngôi nhà chung sơ đi một. Sau chương trình, cuộc sống cô nàng đã có gì thay đổi? Khi mà khoảng chừng mà đến cái số thứ 3 thì bắt đầu khi mà Thương ra ngoài đường thì rất nhiều cô chú rồi anh chị nhận ra mình. Thì khi mà gặp Thương thì rất là đặc biệt, có nghĩa là các cô chú rất là quý. Có nghĩa là cảm giác như là mình nhận được rất nhiều tình cảm từ những người xung quanh. Thậm chí là có một đợt lúc mà Thương ra Huế thì gặp thấy một vài bé gái đứng từ xa xa. Thì bắt đầu lúc đó mình đang trú mưa thì các bé cũng chạy vô và hỏi là ủa chị có phải là chị Thương lớp hao hay không? Thì Thương cảm giác là sau lớp hao thì Thương nhận được nhiều tình cảm hơn từ những người xung quanh. Và khi mà coi chương trình thì cô chú cũng như là các bạn cảm giác như là họ gặp mình lần đầu tiên nhưng mà họ đã hiểu về tính cách và con người của mình.
hồi tham dự lớp house thì Thương có làm một clip. Thì cái clip này chính ra là Thương hát và anh Thông là người quay lại, cũng như là cắt dựng này kia rất là công phu cho Thương. Thì Thương có nói với anh Thông là có thể là nếu mà khi mà tham gia lớp house thì em có thêm những người bạn, nhưng mà có thể là chưa tìm được người yêu. Thì hy vọng là sau khi tham dự chương trình này thì cái clip này thì sẽ tìm thấy chủ nhân. Thì may mắn là đến thời điểm hiện tại thì cái clip này đã tìm được chủ nhân của nó. Người yêu Thương hiện tại thì Thương đã từng thần rất là thần tượng cách đây 5 năm rồi. Tại bạn ấy là một cái người rất là nổi ở trên cộng đồng mạng. Thì lúc đó thì mình chỉ như fan hâm mộ thôi. Thì khi Thương tham dự lớp house thì bạn cũng có theo dõi chương trình này. Và gần như là bạn cũng biết về tính cách của mình. Và khi mà ra ngoài gặp buổi đầu tiên thì cảm giác là à, đây là đúng như là cái mẫu người mà mình tìm kiếm bấy lâu. Tấn Nam là một thành viên khá đặc biệt của ngôi nhà chung sơ đi 6. Dù rất thích Lê Tư, nhưng anh đã quyết định không tỏ tình và rời chương trình một mình. Sau chương trình, cuộc sống của anh chàng cũng có ít nhiều thay đổi. Có một cái thú vị nhỏ nhỏ là về sau chương trình lớp hao khoảng thời gian vài tháng thì Nam lại may mắn có người yêu, tìm được một cô bạn gái cảm giác rất là phù hợp nhau. Luôn luôn nhau cũng nghĩ đến cô ấy hết, cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì cái may mắn có được cô bạn gái này cũng xuất phát từ lớp hao. Ở phần cụ thể đó là trong cái thời gian Nam tìm hiểu cô gái này thì cô ấy có theo dõi Facebook Nam, thì có biết là Nam có tham gia lên chương trình lớp hao. Thì cô ấy có xem cái đoạn mà Nam tư vấn chuyện tình cảm cho anh Huy về Thúy Lan. Anh thiếu tự tin không? Anh bị, anh đúng rồi, chính xác, anh bị thiếu tự tin và anh sợ là mình sẽ không kham nổi cô ấy đúng không? Ừ, anh bị kiểu gì á. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh chính á, anh sợ là khi tán cô ấy từ chối anh, hay anh sợ là khi quen được rồi anh sẽ không có đủ khả năng lo qua được cho cô ấy rồi cũng sẽ mất? Hai cái khái niệm khác nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Cái vế thứ hai á là anh sợ khi quen được cô ấy rồi anh sẽ mất. Ừ, vế thứ hai anh sợ vậy. Thực ra thì trước đây em cũng từng như vậy, khi em cho nên em mới cài trẻ mà em cài dữ vậy để em mong cái sự nghiệp thì là nhanh, rồi mới lo được cái người phụ nữ mình, để là khi quen rồi thì sẽ không sợ mất. Nhưng đi qua chương trình này với bữa giờ em mới nghĩ được điều này nè, thanh xuân không lấy lại được, cho nên là bây giờ mình ai cũng có một cái nỗi sợ. Thì bây giờ mình đúng là mình chưa đủ để lo cho cô ấy lâu dài. Bây giờ anh hỏi với anh, nếu ai hỏi anh mà kêu là quen Thúy Lan rồi chắc cưới được con tao không, thì chắc cứu anh không trả lời được đâu. Nhưng cái quan trọng là anh không ngừng nỗ lực, anh quen rồi anh cứ cố gắng, cứ làm đi. Giả sử như nếu vẫn chưa đủ tiền hay gì, lý do nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu kinh tế thực tế, hai đứa có thể cưới được nhau thì chia tay vì điều đó. Thì nhưng ít nhất anh sẽ không bị hối hận là mình đã không mình đã cài hết mình rồi. Khi cô ấy, nếu cô ấy có phải rời xa thì cô ấy cũng phải non, sẽ luôn luôn tôn trọng anh, là anh đã vì cô ấy cố gắng rất là nhiều rồi. Thì em nghĩ nếu như là dũng khí đàn ông của mình cần phải thể hiện lúc này thôi, chứ đợi mọi thứ mà có tiền giàu sung sướng rồi mới tán người mình yêu thì mọi thứ nó dễ rồi, nói chỉ lúc đó chân thành nó không nhiều. Lúc mà mình có tiền mình lại không muốn. Đó chính là lý do tại sao mấy anh có điều kiện giàu mà gặp chứ anh đập cái Thiếu Lan trong cái thế giới hào nhoáng kia tán với Thiếu Lan không chịu hết, bởi vì cô ấy không có tin mấy người đó. Cô ấy thằng nghĩ rằng là họ có nguồn lực tài chính tốt hay là điều kiện tốt nên họ đến cô ấy, bởi vì họ xung xuê điều đó. Họ tin những người có ý chí làm những cái điều kỳ tích hơn. Cho nên anh cần phải chứng minh điều đó, một sự nỗ lực vô cùng. Thì vô tình cái việc tham gia lớp hao và đặc biệt là cái đoạn nói chuyện đó cho Nam một cái điểm cộng rất là lớn trong mắt cô ấy, để từ đó có cơ hội tiếp cận và may mắn có cô ấy là người bạn gái. Thì điều này cảm thấy rất là hạnh phúc và thấy may mắn và thấy cảm ơn chương trình lớp hao rất là nhiều, vì bằng cách này hay cách khác đã giúp đỡ cho Nam tìm được cái tình yêu mà mình mong muốn. Love House, ngôi nhà chung, phiên bản đặc biệt Live and Love sẽ mang đến một trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn. Với 8 thành viên đầy cá tính, năng động, những trải nghiệm đầy khắc nghiệt, em rất là sợ. Thử thách sinh tồn vô cùng khó khăn và gian khổ. Họ có vượt qua được giới hạn của bản thân để giành giải thưởng 100 triệu. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, liệu tình yêu có thể nảy sinh? Mời quý vị cùng đón xem phiên bản đặc biệt của Love House, ngôi nhà chung, sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.